Chiều ngày 8 tháng 5, theo giờ địa phương, Bộ Thương mại Mỹ đã nghe lập luận từ cả hai phía thông qua hình thức trực tuyến để quyết định có công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường hay không. Đây là một phần của quá trình đánh giá đến cuối tháng 7. Việc cân nhắc đưa Việt Nam trở thành nền kinh tế thị trường đã bị các nhà sản xuất thép và tôm tại vùng bờ vịnh của Mỹ phản đối. Tuy nhiên, ý kiến này đã được các nhà bán lẻ và nhóm kinh doanh khác tại Mỹ ủng hộ. Điều này sẽ giúp giảm các loại thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu từ Việt Nam. Ông Ted Osius, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, hiện là người đứng đầu Hội đồng Kinh doanh Mỹ ASEAN cho rằng Việt Nam đã có nền kinh tế thị trường. Việt Nam đã đáp ứng các tiêu chí quan trọng như khả năng chuyển đổi đồng tiền và sẵn sàng để được công nhận chính xác. Việc nâng quy chế sẽ giúp giảm thuế chống bán phá giá đối với hàng nhập khẩu của Việt Nam, hàng hóa từ các nền kinh tế phi thị trường vốn phải chịu mức thuế cao hơn trong các cuộc điều tra thuế chống bán phá giá.